Thì con đây sao rồi? Sao thế ạ? Xe cô ra ngoài mông đi nhanh lên. Xe cô ra ngoài mông đi. Xe cô ra ngoài dậy, mông dậy, dậy. Dậy đi dép nào. Dậy đi dép vào nhanh lên. Ra ra ngoài mông chị xem nào. Ừ đúng rồi, nhảy hiếp hốp. Đúng rồi, xe cô phải nhảy hiếp hốp. Xe cô bảo mông đâu, mông đâu. À xe cô nhảy hiếp hốp nhỉ. Xe ngoài mông như nào. Mông đâu, mông đâu. Nhưng mông đâu. Mông đâu? Sao con quái mông à? Vừa nãy quái mông như nào? Sao con quái mông nữa à? Quái này mà sao cô? Sao cô? Sao cô Phương không biết quái mông này? Sao cô quái mông lại cho Phương? Sao cô? Sao cô? Sao cô quái đi? Làm hàng lại quái mông cơ mà ai bảo quái vai? Sao cô vạch mông ra xong sao cô quái mà? Sao cô? Vạch mông ra xong quái mà? Sư cô vạch mông cho xong sư cô ngoáy cho Phương xem nào. Sư cô làm hàng. Sư cô làm hàng đi. Nhanh lên tí đi tưới cây không? Ui, ma, sư cô nằm ma. Đi tưới cây không? Con. Ừ, sư cô đi ấy, tí nữa đi. Đi tưới cây. Áo. Ui, sợ thế. Áo. Ừ, sợ thế. Áo. Ừ. Sư cô lắp bụng cho Phương xem này. Sư cô lắp bụng cho Phương xem này. Giống ở trong TV này. Cái điệu đấy là điệu gì? Bái. Áo ả đâu mà áo ả. Ui chua ma 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 ui trời ơi ma ui ma kìa. Chạy đây. Đi đâu đi đâu. Đi làm sao? Ma nhá. Ôi sợ thế nhỉ. Có ma hả? Thôi đứng lên nhảy ngoái mông đi. Ngoái mông ra đây có ma đấy. Da của ma đấy. Đúng rồi, xê cô ngoắc nắc mông đi. Ma sợ nắc mông lắm. Ma sợ nắc mông lắm. Xê cô nắc mông thì ma sợ đấy. Ừ đúng rồi, nhảy hiếp hốp. Ma đi. Ừ, xê cô phải nhảy ở đây một tí nữa ma đi. Ma đi rồi. Chưa. Đi thôi, chị Mai đi rồi, đi. Đuổi đâu? Cô đi ra thì không chơi mấy sư cô nữa. Ô. Cái gì đẹp? Làm gì? Sư cô đánh môi đi. Đánh vào môi. Sư cô đánh môi đi. Cô đưa đây ông. Đánh môi, đánh môi. Thế cô đánh môi đúng rồi. Nó chả đây. Thế cô cầm đi đâu? Thế cô? Thế cô cầm, ui dồi ôi, nó là gãy ấy. Đúng đâu, cái này không ăn được. Thế cô bán được nhỉ? Ui, ui xem môi, môi xem cô đẹp thế. Ui, môi xem cô bóng thế. Đánh mắt cho nhá. Nhá. Thị đánh mắt không? Thị đánh mắt không? Này 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 này, cái kia kìa. Cái này này. Cái này em nghịch rồi. Nào, thế ra đây ngồi chị Mai trang điểm nhá. Ra đây. Ngồi lên. Ngồi lên đây. Đánh má hồng nhá. Thích không? Có. Có thích đánh không? Nào. Để chị đánh cho. Màu hồng nhá. Đánh lên này vào đéo sợ bỏng mặt. Không. Đó, nó nghe. Không sao, tí nữa lên rửa mà. Nhưng chị mày đánh cho. Có thấy màu đâu. Cho thẳng màu tím. Lạc Nhiên. Tí sao gương á. Sao tí nữa đánh. Tí nữa cho thêm cái chấm vào chán đó chị ạ. Cố. Đây, đây, đây. Nặng nhé, nặng nhé.
Không được cũng bao phút rồi. Sư cô ơi, sao lại nâu đi? Tí thì cho xoay gương nhé. Sư cô để đấy để xoay gương chứ. Được, đi vào khoe mọi người. Đẹp trai đấy. Sư cô đẹp trai nhỉ. Sư cô quay ra đây chị chụp cả ảnh cái. Sư cô ui dồi, đẹp trai thế. Ui, sư cô đẹp trai thế. Chúng ta để đánh cho ít mũi. Đánh màu gì đấy? Đéo rồi. Màu gì đấy? Đẹp trai quá. Màu đấy chả rõ. Sẽ có xoay gương mà xem đẹp trai cực. Vào lên hỏi bác chính là xem có đây đây trai. ra chị bế. Ra chị bế lên xoay gương. Ai ở dưới cô? Thôi thôi đừng đừng mất mất. Đẹp nhỉ. Thôi được rồi. Đẹp thế. Xinh xinh. Đi, đi, đi lên khoe bác chính nhé. Xinh xinh đi. Xinh xinh đẹp trai không? Xinh xinh đẹp trai. Xinh xinh đẹp trai. Nên khoe bác chính đã. Xong đi ra dưới cây. Dưới cây không có đi vào. À kệ xinh cô. Xinh cô đi dưới cây đi. Xinh cô đừng nao. Sư cô đẹp trai mà. Ngồi nữa. Ngồi nữa. Thôi. Thế là đẹp trai lắm rồi. Đấy vào mặt đầu bác chí. Lên mở bác chí mất tên được bác chí. À, chưa hàm mít đi. Nè. Xong xe cô xuống luôn nhé. Xe cô lên xong xe cô xuống luôn nhé. Sư cô ngửa mặt lên chị xem nào. Sư cô. Sư cô cười đi. Sư cô cười đi. Sư cô cười đi. Sư cô không cười à? Không cười xấu lắm. Ngồi đây. Ừ, sư cô ngồi đây. Cười chưa? Cười đi. Cười xem nào sư cô. Từ từ đã được đâu. Đấy đúng rồi. Bỏ ra ai để cả tụi bóng. Thế cô giống con gái nhỉ. Thế cô nhỉ. Giống con gái nhỉ. Không sao cô tú nhỉ. Chúng tôi không biết gì. Úi dồi ôi. Này nên bác Hà có nhận ra không?